Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, thứ ba ngày 17 tháng 1. Tỉnh ủy Quảng Nam gặp mặt cán bộ diện luân chuyển điều động. Chú trọng kiểm soát dịch tại các cửa khẩu. Italy bắt giữ trùm mafia bị truy nã các gia. Thưa quý vị, chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thành cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi gặp mặt với các đồng chí cán bộ thuộc diện luân chuyển, điều động. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh, Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao năng lực công tác của các đồng chí cán bộ luân chuyển, điều động. Nhiều đồng chí đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các đồng chí được luân chuyển, điều động đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp cận nhanh với công việc, cùng với tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều địa phương có cán bộ luân chuyển, điều động đã có những chuyển biến thực sự, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị các đồng chí được điều động luân chuyển tiếp tục cố gắng phát huy tinh thần trách nhiệm, yên tâm công tác, giữ gìn bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng với tập thể lãnh đạo địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hiện nay có 21 đồng chí cán bộ thuộc diện điều động luân chuyển. Qua đánh giá, tất cả cán bộ luân chuyển đều phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, gương mẫu đi đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sáng qua, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã đến dâng hoa viếng hương đền liệt sĩ huyện Quế Sơn, khu tưởng niệm Hòn Tàu Đèo Le và thăm tặng quà các gia đình chính sách huyện Quế Sơn. Trong không khí thiêng liêng thành kính, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và các đại biểu thành kính dâng hoa viếng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Qua hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn huyện Quế Sơn, có 14.307 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh. Nhiều trận đánh gây tiếng vang lớn, để lại nhiều ý nghĩa lịch sử sâu sắc, trong đó có chiến thắng Cẩm Dơi. Tại khu tưởng niệm Hòn Tàu Đèo Le, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới các tướng lĩnh, cán bộ chiến sĩ, quân và dân đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Hòn Tàu căn cứ địa vững chắc của các cơ quan chỉ đạo phong trào cách mạng. Hòn Tàu Đèo Le cũng đảm bảo các nhu cầu cung cấp năng lực, tài lực, vật lực, thông tin, hậu cần cho lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị và các cơ quan độc quân. Tại nơi này, hàng nghìn cán bộ, bộ đội, du kích và nhân dân đã anh dũng chiến đấu hy sinh. Cũng trong sáng qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Doãn Thị Sưu, xã Quế Long, huyện Quế Sơn. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, chiều qua, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel đến thăm chúc Tết lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp đoàn. Thay mặt Tập đoàn Viettel, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân Quảng Nam đã hỗ trợ tập đoàn nói chung và chi nhánh tại Quảng Nam nói riêng trong quá trình phát triển. Trong năm 2022, Tập đoàn Viettel đạt doanh thu hợp nhất 163,8 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 6,1%. Mức tăng trưởng này đem lại cho Viettel lợi nhuận trước thuế lên tới 43,1 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 38 nghìn tỷ đồng. Chúc mừng những kết quả mà Tập đoàn Viettel đạt được trong năm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh mong muốn Tập đoàn tiếp tục đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh gửi lời chúc tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên tập đoàn đón Tết cổ truyền an khang thịnh vượng. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã chủ trì buổi làm việc với các ngành liên quan để đánh giá tình hình cân đối kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2023 và khả năng cân đối các dự án bổ sung theo kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo quyết định 70 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 33.574 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 đưa vào cân đối là gần 29.549 tỷ đồng, chưa bao gồm ngân sách trung ương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
trong đó ngân sách địa phương là 22.212 tỷ đồng. Về cân đối nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, qua cân đối kế hoạch đầu tư công 3 năm 2021-2023, từ nguồn ngân sách địa phương là 9.607 tỷ đồng, đạt 43%, hụt so với bình quân 3 năm là 3.665 tỷ đồng. Qua cân đối 3 năm 2021-2023 và dự kiến giai đoạn 2024-2025, theo kế hoạch thì các nguồn vốn cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, nguồn ngân sách tỉnh dự kiến hụt thu ở nguồn thu sử dụng đất. Để đảm bảo cân đối nguồn đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng báo cáo sử dụng nguồn trung hạn, cân đối các nguồn, rà soát nguồn thu, dự kiến bố trí vốn, xây dựng kế hoạch 2023, dự kiến 2024-2025, xây dựng kế hoạch trên tinh thần hạn chế tăng tổng mức đầu tư các công trình dự án, rà soát cắt giảm bớt các dự án chưa bất thiết, đồng thời rà soát báo cáo lại tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Quang yêu cầu ngành thuế rà soát các sắc thuế, chống thất thu, tăng thu từ nguồn sử dụng đất và sẽ có dự thảo báo cáo trình Ban Cán sự Đảng Ủy ban. Sáng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn tổ chức trao quà của lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã. Tham dự buổi trao quà có trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Chiến. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Chiến đã trao tặng 40 suất quà cho các hộ dân tại 4 xã phường Điện An, Điện Nam Đông, Điện Hòa và Điện Trung, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị trao quà đợt này là 40 triệu đồng. Đây là những phần quà mà lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gửi đến bà con nhân dân nhằm chia sẻ với những khó khăn của bà con trong dịp Tết Quý Mão 2023. Sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Bửu cùng lãnh đạo các sở ngành và chính quyền địa phương đã đến dâng hương dâng hoa tại tượng đài chiến thắng Thượng Đức thuộc xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc và di tích lịch sử tượng đài chiến thắng Bồ Bộ tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt vòng hoa tưởng niệm thành kính dâng hương tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại nơi đây, trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, chi khu quân sự Thượng Đức được coi là cánh cửa thép bảo vệ khu liên hợp quân sự của ngụy quyền Sài Gòn tại Đà Nẵng. Với quyết tâm đập tan căn cứ quân sự này, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các đơn vị đã giải phóng hoàn toàn chi khu quân sự Thượng Đức. Đây là cơ sở thực tiễn vững chắc để Bộ Chính trị Trung ương Đảng xây dựng quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Chiến dịch này diễn ra từ ngày 29 tháng 7 năm 1974 đến 29 tháng 3 năm 1975, đã có trên 1.000 cán bộ chiến sĩ thuộc các sư đoàn 304, 327, 324 và gần 1.000 bộ đội địa phương đã ngã xuống trên chiến trường Thượng Đức. Cũng trong sáng qua, đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tại di tích lịch sử tượng đài chiến thắng Bồ Bồ tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn. Tại đây, từ năm 1949, quân Pháp nhiều lần đưa quân chiến đấu Bồ Bồ nhưng đều bị quân ta tiêu diệt. Tiêu biểu là trận đánh đêm ngày 19 rạng ngày 20 tháng 7 năm 1954. Chiến thắng Bồ Bồ là kết tinh sức mạnh, ý chí chiến đấu quật cường và tinh thần đoàn kết sâu sắc giữa bộ đội địa phương, tỉnh, huyện, du kích và nhân dân Điện Bàn. Chiều qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp và các ngành địa phương bàn giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc đến Quảng Nam. Trung Quốc luôn là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với hơn 5,8 triệu lượt khách vào năm 2019, chiếm 1/3 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Riêng đối với Quảng Nam, Trung Quốc là thị trường khách đứng thứ 6 trong top 10 thị trường khách đến nhiều nhất Quảng Nam vào năm 2019. Việc thị trường du lịch Trung Quốc khởi động khi quốc gia này mở cửa trở lại là nguồn lực cần thiết giúp quá trình phục hồi của du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Quảng Nam nói riêng. Ngành du lịch cũng đã có kế hoạch với những biện pháp vừa đón phục vụ khách du lịch được chu đáo, cung cấp dịch vụ đa dạng, chất lượng, vừa phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định. Cùng với các giải pháp về thủ tục, vấn đề giải pháp về sản phẩm thị trường, công tác quảng bá xúc tiến, giải pháp về nguồn nhân lực cũng được đặt ra. Trên cơ sở sự chuẩn bị về sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp, các ngành chức năng và địa phương cũng cần vào cuộc, có kế hoạch đối với những vấn đề đặt ra, đảm bảo đón khách an toàn hiệu quả, đồng thời giữ hình ảnh, điểm đến xanh, an toàn và thân thiện, theo định hướng phát triển ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Chiều qua, cụm thi đua khối 4 cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ phát động thi đua với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Quý Mão 2023.
diễn ra từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 2023. Đợt thi đua tập trung vào 4 chỉ tiêu trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chăm lo chu đáo đối tượng chính sách, người nghèo, gia đình, quân nhân, nhân dịp Tết đến xuân về. Tổ chức đa dạng các hoạt động vui xuân đón Tết cho bộ đội, gắn với thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo đầy đủ chế độ tiêu chuẩn Tết, chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác quản lý tư tưởng quân nhân, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động, nhất là an toàn khi tham gia giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Hội bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam sáng qua tổ chức khánh thành và bàn giao nhà cho 8 hộ nghèo, hộ cận nghèo đặc biệt khó khăn tại huyện Hiệp Đức và Nông Sơn. Thông qua Hội bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo, câu lạc bộ Góp G8 và những người bạn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thái Bình, Công ty Cổ phần TBV Việt Nam đã hỗ trợ xây những căn nhà này. Mỗi căn nhà có diện tích 50m² với số tiền hỗ trợ gần 140 triệu đồng. Tại buổi trao nhà, lãnh đạo hội đã động viên chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, sớm khắc phục mọi khó khăn, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Đồng thời cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các gia đình để họ có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Dịp này, Hội bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam và chính quyền địa phương đã trao tặng các gia đình nhiều nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết để ổn định trong căn nhà mới. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký chỉ thị số 02 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Chỉ thị nêu rõ hiện cả nước vẫn còn hơn 22.000 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ chưa đáp ứng điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Thực trạng trên cho thấy việc kiểm soát giết mổ chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt nguy cơ giết mổ động vật chết, động vật mắc bệnh, làm lây lan dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm là rất lớn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại chỉ thị số 17 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Thưa quý vị, sau một tuần mở cửa biên giới Việt Nam-Trung Quốc, việc kiểm dịch tại các cửa khẩu được triển khai một cách chặt chẽ và chưa phát hiện trường hợp nào mắc COVID-19. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch và kịp thời phát hiện người mắc COVID-19, các địa phương có cửa khẩu đã đưa xây dựng các phương án kịch bản sẵn sàng cho mọi tình huống, ghi nhận tại tỉnh Lào Cai. Sau 3 năm đóng cửa để phòng chống dịch tại vùng biên giới, người dân hai nước cũng đã vui mừng được đi lại thăm thân, về quê ăn Tết. Tuân thủ 2K, khẩu trang và khử khuẩn là hai điều kiện bắt buộc dành cho người dân xuất nhập cảnh và không còn phải khai báo y tế, xét nghiệm PCR hay test nhanh. Đến nay đã có gần 7.000 người xuất nhập cảnh. Các cán bộ kiểm dịch y tế đã được tập huấn và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống khi phát hiện người xuất cảnh và nhập cảnh mắc COVID-19. Sở Y tế đã xây dựng các phương án đảm bảo công tác thu dung điều trị bệnh nhân và thuốc cơ sở vật chất đảm bảo trường hợp phát sinh các tình huống mới của dịch bệnh. Qua kiểm tra giám sát tại các cửa khẩu, Bộ Y tế đề nghị tỉnh Lào Cai chủ động lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng để đánh giá nguy cơ và phát hiện biến thể mới. Công tác khử khuẩn bề mặt tại nơi nhập cảnh cần làm thường xuyên. Chúng tôi cũng mong muốn các tỉnh thành phố tiếp tục được làm sao đó để rồi chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản khi mà có các biến thể mới xuất hiện ở trên địa bàn và chúng ta có những cái ổ dịch có thể là bất thường và chúng ta đáp ứng nhanh để khoanh vùng dập dịch kịp thời. Bộ Y tế cũng đề nghị các cửa khẩu cần có bản hướng dẫn phòng dịch bằng tiếng Trung. Dự kiến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số lượng du khách người dân xuất nhập cảnh sẽ tăng. Vì vậy, Bộ cũng lưu ý tỉnh sẵn sàng các phương án theo phương châm 4 tại chỗ, các cơ sở lưu trú chuẩn bị sẵn phòng cách ly cho khách du lịch khi cần thiết. Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hầu hết nhóm đối tượng có tuổi đời khá trẻ từ 21 tuổi đến 33 tuổi, có địa chỉ thường trú tại Thái Bình, Hà Nội, Hà Tĩnh và Nghệ An. Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng giả danh cơ quan viễn thông liên lạc với bị hại, thông báo bị hại bị giả mạo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và nối máy trực tiếp đến cơ quan chức năng để trình báo. Sau đó, các đối tượng giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát hỗ trợ bị hại giải quyết vụ việc, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng để chiếm đoạt.
từ tháng 11 năm 2012 đến hết tháng 12 năm 2012, đường dây lừa đảo trên đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 28 tỷ đồng. Cơ quan công an nhận định đây là một đường dây lừa đảo hoạt động phạm tội có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao, móc nối với người nước ngoài hoạt động ngoài lĩnh vực nước ta để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam ở trong nước với quy mô đặc biệt lớn. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, càng cận Tết, sức mua trên thị trường càng tăng mạnh. Dự đoán được tình hình, các doanh nghiệp, siêu thị đã chuẩn bị hàng hóa rất sớm, đồng thời cũng tích cực tuyển thêm nhân lực, tăng thời gian hoạt động, mở rộng bán hàng đa kênh trong tuần cuối cùng của năm âm lịch để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân. Tại các siêu thị, sức mua hàng hóa Tết đang sôi động từng ngày, có thời điểm tăng từ 3 đến 4 lần so với bình thường. Để người dân thuận tiện mua sắm, tránh ùn ứ, các siêu thị đã đồng loạt thay đổi thời gian phục vụ, mở cửa sớm hơn, đóng cửa muộn hơn. Nhiều siêu thị mở cửa xuyên Tết để đáp ứng sức mua tăng. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 cho đến 20 tháng 1 2023, chúng tôi mở cửa hoạt động xuyên suốt, đặt số lượng hàng lớn tăng 200% mặt hàng hóa nhập vào. Như vậy cái lưu lượng khách hàng cũng sẽ bớt co cụm lại vào những cái thời gian cao điểm, giúp cho khách hàng có thể tăng được cái thời gian trải nghiệm trong không gian mua sắm của chúng tôi. Bán hàng đa kênh cũng phát huy hiệu quả trong dịp này. Ngoài phục vụ mua sắm Tết, siêu thị còn sử dụng kênh bán hàng trực tuyến để cung cấp dịch vụ giao giỏ quà Tết miễn phí. Sức mua trên nền tảng trực tuyến đã tăng trưởng trên 30%. Đáp ứng sức mua và nhu cầu vận chuyển hàng hóa, các siêu thị cũng tích cực tuyển thêm nhân lực. Mỗi trung tâm Aeon sẽ tuyển dụng tầm khoảng 300 bạn để hỗ trợ cho dịp Tết Nguyên Đán. Ngoài ra, về vận chuyển hàng hóa và cho khách hàng để thuận tiện hơn, thì cũng đã kết hợp với các bên vận chuyển để tăng trưởng thêm xe, kết hợp và tăng xe thêm để vận chuyển đầy đủ và kịp thời đến khách hàng. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, để duy trì sức mua, các nhà bán lẻ đang chia sẻ lợi nhuận của mình với người tiêu dùng bằng các chương trình bán hàng không lợi nhuận, giảm giá từ 10 đến 50% nhiều sản phẩm. Và với những cái nguồn hàng hóa các doanh nghiệp đã chuẩn bị tương đối đầy đủ và có những cái giải pháp dự phòng trong những cái trường hợp có thể là có biến động, các cái chương trình bán hàng lưu động để mà tăng cường phục vụ cho những cái khu vực mà nếu mà có cái đột biến, đánh giá rằng là cái thị trường trên bình diện chung sẽ ổn định và sẽ đảm bảo cái nguồn cung. Ngành công thương kỳ vọng mùa Tết năm nay sức mua sẽ tăng 15% so với năm ngoái và hơn 30% so với ngày thường. Trong tuần mua sắm cao điểm, ngành công thương được tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng gian. Thưa quý vị, chợ Hoa Xuân Quý Mão năm 2023 tại thành phố Hội An đã bắt đầu bày bán từ ngày 23 tháng Chạp. Đây là điểm nhấn của phố những ngày giáp Tết mà Hội An đã duy trì xuyên suốt nhiều năm qua, kể cả trong 2 năm bị ảnh hưởng nặng nhất của dịch COVID-19. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau. Đến với chợ Hoa Xuân năm nay, ông Cao Thành Phú ở xã Cẩm Hà cho biết, năm nay gia đình trồng 170 chậu ly thơm và không thơm. Do giá cây giống phân bổ tăng cao và thời tiết bất thường, nên giá chậu ly thơm có nhỉnh hơn 20-30% so với mọi năm. Ly là hoa cao cấp nên giá sẽ không chênh đến những ngày giáp Tết. Thì giá cả thì năm nay đắt hơn năm ngoái. Cho cây giống với là phân bón thúc được gió tan lên. Còn mấy ngày nay thì đấy. Mấy ngày nay thì người mua thì cái lượng mua cũng chưa. Tại vì họ có mua thì cũng phải không tốt. Năm nay, thành phố Hội An bắt đầu thu lệ phí trở lại với tất cả hộ đăng ký bán hoa cây cảnh, sinh vật cảnh tham gia chợ Hoa Xuân sau 2 năm gần nhất miễn phí. Chợ Hoa Xuân Quý Mão 2023 thu hút 31 hộ kinh doanh và 378 hộ sản xuất. Chợ hoa trải rộng trên các trục đường như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Ngô Gia Tự, Thái Phiên, Lý Thường Kiệt càng khiến nhiều góc phố của Hội An thêm trộn rộn tươi tắn trong khúc giao mùa. Là những cái đường hoa như thế này. Rất là nhiều loại hoa của những người dân người ta trồng trong năm và những cái dịp từ ngày 20 cho đến ngày 30 Tết thì người ta mang ra cái phố này, người ta trưng bày và người ta bán. Thì Tết ở Hội An nó vẫn còn giữ được những cái nét của truyền thống của ông bà ta đã để lại. Những cái con đường bán những cái đồ bày Tết như thế này rất là thú vị. Những cái người dân đang bán hoa và mua hoa rất là tấp nập trên đường. Hàng ngàn chậu hoa từ mai, cúc, quật, ly, vàng thọ đang bày bán tại chợ Hoa Xuân Quý Mão, thành phố Hội An. Rạng rỡ khoe sắc, không chỉ vui tươi, hân hoan đón năm mới mà khiến lòng người ngang phố bỗng trào dâng niềm rạng rực khi Tết đã gần kề.
Chương trình tiếp tục với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 1, cảnh sát Italy cho biết đã bắt giữ trùm mafia Matteo Messina Denaro, đối tượng bị truy nã gắt gao nhất ở nước này và đã lẩn trốn trong 30 năm qua. Trùm mafia Matteo Messina Denaro bị bắt giữ tại một phòng khám tư nhân ở thủ đô Palermo của Sicily. Đối tượng này bị cáo buộc là người đứng đầu băng nhóm mafia khét tiếng Cosa Nostra ở đảo Sicily và vẫn điều hành băng nhóm này dù đã trốn chạy từ năm 1993. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã ca ngợi vụ bắt giữ này là thắng lợi lớn của Italy, khẳng định đây là bằng chứng cho thấy quyết tâm của Rome trong việc trấn áp các băng nhóm mafia ở nước này. Tòa án Italy đã tiến hành xét xử vắng mặt và kết án tù chung thân đối với Messina Denaro do đối tượng này có vai trò trong vụ sát hại hai công tố viên chống mafia quyết liệt ở Italy hồi năm 1992. Trùm mafia này cũng bị xác định là chủ mưu hàng loạt vụ đánh bom tại thành phố Florence, Rome và Milan năm 1993, khiến 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cảnh sát Anh hôm qua xác nhận lực lượng chức năng đã bắt giữ một nam đối tượng trong một vụ điều tra chống khủng bố do nghi ngờ đối tượng liên quan đến vụ phát hiện chất phóng xạ urani tại sân bay ở thủ đô London hồi tháng trước. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông ngoài 60 tuổi ở Cheshire, Tây Bắc nước Anh theo đạo luật chống khủng bố của Vương quốc Anh. Đối tượng được bảo lãnh tại ngoại đến tháng 4. Trước đó, cảnh sát Anh cho biết chất urani đã được phát hiện trong một kiện hàng tại Heathrow, một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới, hôm 29 tháng 12 năm 2022. Ông Richard Smith, người đứng đầu đơn vị chống khủng bố thuộc lực lượng cảnh sát London, bày tỏ lo ngại về việc phát hiện một lượng nhỏ uranium trong một kiện hàng tại sân bay Heathrow. Hiện nhà chức trách đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Theo truyền thông Anh, kiện hàng có nguồn gốc từ Pakistan và đến Anh trên một chuyến bay từ Oman. Việc Trung Quốc mở cửa biên giới thực sự là tin vui đối với ngành du lịch quốc tế. Rất nhiều quốc gia đã đưa ra các chính sách kịp thời để chào đón một lượng khách lớn của Trung Quốc. Trong xu thế này, Việt Nam đang cân nhắc xóa bỏ các tour giá rẻ và hướng tới chất lượng. Một khách sạn nói không với túi ni lông, nguồn nước được tuần hoàn và tái sử dụng tối đa, sử dụng nguồn lương thực organic. Khách có thể lên sân thượng để hái rau phục vụ bữa ăn của mình, trải nghiệm hệ thống check-in, check-out không giấy tờ. Đó là những tiêu chí mà các khách sạn tại Singapore đang từng bước thay đổi để đáp ứng mục tiêu lộ trình chuyển đổi ngành khách sạn tới năm 2025. Hotel ITM được ra mắt lần đầu tiên tại Singapore từ năm 2016. Với những phiên bản đầu tiên, ngành khách sạn đã tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, tỷ lệ sử dụng phòng trung bình đã đạt mức cao kỷ lục là 87% sau 3 năm triển khai. Lộ trình đưa ra các chiến lược nhằm đạt mức tăng trưởng giá trị gia tăng thực tế là 5,9% từ năm 2020 đến năm 2025. Ngành khách sạn hiện đang nỗ lực khai thác các nhu cầu mới của du khách xoay quanh yếu tố bền vững, trải nghiệm số hóa và chăm sóc sức khỏe. Sau 3 năm đại dịch, lễ hội Đèn Lồng Thẩm Dương đã được tổ chức trở lại và thu hút lượng lớn khách du lịch đến với thành phố thủ phủ tỉnh Liêu Ninh. Lễ hội năm nay được tổ chức tại khu vực rộng hơn 20.000m2 với 70 mô hình sắp đặt đèn lồng khổng lồ có chiều cao trung bình từ 14m tới 28m. Các mô hình đèn lồng được chế tạo với nhiều chủ đề khác nhau, từ linh vật con thỏ của Tết Nguyên đán năm nay tới các nhân vật trong truyền thuyết dân gian, thậm chí là hình ảnh thám hiểm không gian. Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức trở lại sau 3 năm đại dịch, cũng là thời điểm Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đi lại. Chính quyền thành phố hy vọng lễ hội sẽ góp phần thu hút du khách đến với Thẩm Dương. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm từ 93 đến 98%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thành phố Hội An nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm từ 90 đến 96%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có lúc có mưa rào, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm từ 89 đến 93%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có lúc có mưa rào, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm từ 93 đến 98%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thị trấn Trà My nhiều mây, có lúc có mưa rào, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ,
thuận từ 94 đến 98%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Thanh Mỹ nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, thuận từ 93 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Brau nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm từ 93 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3.